Chào bác nha, nay anh hai anh em mình lại đi vào cái vườn keo đồi keo các bác đi câu ông này. Hôm nay mình nhờ có mồi được một con đây các bác nhé. Thấy cái hướng nó bay đi lên nữa, phía trên kia. Thì bây giờ mình sẽ lên để xem nhé các bác nhé. Thấy tổ ở đâu không nhé. Đây các bác, con ông nó bay theo hướng này. Ui, hình như thấy là một con mẹ nó về ở đây rồi các bác. Ai giờ cái tổ nó ngay đây này các bác này. Cách cái chỗ này, lúc nãy mình mồi ở tầm 5 mét thôi các bác nhé. Mùa này thì tổ còn bé này, câu thì nó còn ở gần thôi. Nhưng mà anh em hôm nay là câu được một cái tổ khủng rồi các bác nhé. Tổ này là cũng bằng cái bát ăn cơm rồi này. Rồi bây giờ mình sẽ ở đây và đi câu những cái tổ tiếp theo các bác nhé. Tối anh em mình sẽ xuống đi cắt cái tổ này. Đây các bác, thì anh Quyến lại câu được một con đây này các bác này. Này. Đang con châu chấu ở đấy nhé. Anh em sẽ đợi nó gắp được mồi xem có bay đi hướng nào để tìm tổ thôi các bác nhé. Các bác nhé, mình lại câu tiếp được một con ở đây rồi. Anh Quyến là đang câu con bên kia thì mình còn câu con bên này các bác nhé. Tí nữa mình chờ để xem hướng nó đi để mình đi tìm thôi nhé các bác nhé. Đây các bác nhé, anh Quyến thì câu thì mấy mồi rồi nó đi vậy thì phát hiện ra cái tổ nó đằng kia bên kia cái đập này các bác nhé, bờ bên kia nhé. Tí nữa con mẹ nó sẽ bay sang bên kia. Anh thấy mấy hướng rồi? Mỗi con mẹ này. Tí nữa anh em mình sẽ sang bên kia để tìm các bác nhé. Giờ thì chờ tiếp một mồi này nó bay sang để xác định cái hướng nó rõ ràng đó. Mọi người nhé, thì hai em mình là câu được hai con là nó gần nhau này, một con đây nhé các bác nhé, còn một con đang ở cái gậy bên này. Hai em chờ cái hướng nó bay, lúc nãy nó bay ra nhưng mà không kịp ngó các bác ạ, chưa thấy gió đường nó đi bay đi hướng nào. Con đang nó gặp hẳn một con châu chấu này các bác này, châu nhỏ thôi nhé. Nhưng là cũng nó mà gắp được hết cái này cũng khá là to đấy, mang về. Lúc nãy là cái con hướng ấy, con cái cần của mình là nó ăn nó bay xuống cái hướng ở dưới dọc cái bờ cái đập dưới bờ đập cơ các bác nhá. Tí nữa mình xuống mình tìm. Đầu mùa này mình chưa phải thắt bông vào người nó đâu. Của anh bay chưa? Con này cũng được rồi nhá các bác nhá. Đây nhá. Đây đây đấy. Hình như là cũng xuống bên dưới anh ạ. Sao một tổ chung nhau nhỉ? Hay là hai tổ ở dưới kia ấy? Đây các bác nhá, thì mình lúc nãy mình câu với anh Quyến trên kia là hai cần câu ấy. Hai con ấy thì bay xuống dưới này này, phát hiện ra cái tổ ở đây này. Tổ này cũng là khá là to rồi đấy các bác này. Cách tầm 50 mét đấy nhỉ. Đây đúng cái con nhỏ nhỏ như thế này các bác nhé. Đấy có một con bay ra kìa. Đấy. Mình sẽ để tối không đi cắt nhé các bác nhé. Giờ mình và anh Quyến sẽ đi tìm những cái tổ ong khác đó. Đây các bác, thì lúc nãy mình cắt một tổ ở dưới cái gần cái bờ đê ấy các bác. Cái bờ đập ấy thì lên trên cái tổ thứ hai đây các bác nhé. Này chỗ này này các bác này, chờ anh Quyền lấy kéo với là bông ra để bịt cửa lỗ để cắt về nhé. Nay anh em đi được 5 tổ các bác, nhưng mà bị người ta cắt mất một tổ rồi. Đây các bạn nhé, thì cái tổ thứ hai đã xử lý xong nhé, cho vào túi bấm rồi nhé. Anh em mình tiếp tục đi cắt thêm hai tổ nữa là về thôi các bác ạ. Anh em mình vào cắt cái tổ thứ ba các bác nhé. Tổ tí ở đây này các bác này.
Ông anh đang cắt cái những cái cành để dọn để làm đường để vào các bác nhé. Làm phải hết sức cẩn thận thôi, không thì nó bị rung một tí là nó ra quân ngay. Đấy, ok các bác nhé. Anh có cầm túi bóng chưa? Hả? Tổ này làm đúng vào một cái dây này. Tổ này quá là dễ các bác nhé. Cắt cành nữa là xong. Thì dây băng đi vô chưa để vô. Dây về treo luôn à? Được cái dây ngon phết đấy. Tổ này làm đúng là một cái dây. Tổ dưới kia hai anh em mình bị mất thì bằng cái tổ này các bác nhé. Người ta cắt trước rồi. Cắt ngày. Chắc là họ cắt ngày. Giờ anh em sẽ lên một cái tổ trên kia là tổ cuối cùng thì anh em về mới treo nhé. Giờ anh Quyến xe bắt đầu bịt cửa tổ các bác nhé. Ui xa khớp anh ạ. Đây các bác nhé, thì anh em vừa đi cắt về đây, đang treo đây, treo tổ cuối cùng này. Còn mấy tổ trên kia là treo tạm tạm được rồi các bác nhé. Tổ nào cũng bị ra quân. Chắc là từ mai hay anh em sẽ mang cái túi đi bắt. Thấy thì bắt luôn ban ngày thôi, chứ để ban đêm này thì nó mệt lắm. Nhiều đủ cái nó không nói được các bác ạ. Này các bác này, thì anh em treo ở đây nhé. Nói chung là treo ong như thế này thì cũng không cần cách xa nhau đâu các bác nhé, tầm 1 mét dưới là ok. Đây, tổ trên này cũng khá là lớn rồi các bác nhé, đang cần cái túi bóng này. Thì tí nó mình sẽ gỡ nó ra sau các bác nhé, treo hết mấy cái tổ này đó. Các bác cắt ong về thì nếu mà nó quân nó ra khỏi ngoài khỏi tổ ấy, thì còn ở trong túi bóng thì các bác mở cái dây buộc ra thì cưới cơ nới thì nhẹ nhàng thôi các bác nhé. Động mạnh quá thì quân nó bay ra hết. Để đây tí nó quân nó dụm vào à, quân nó vào hết trong tổ các bác ạ. Thì mình cưới cái túi bóng sâu nhé. Tổ này rất là đông quân. Bây giờ mình sẽ để cái quân nó vào hết thì mình sẽ thả túi bóng ra các bác nhé. Bây giờ mình đến đây là kết thúc thôi. Nếu các bác xem video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.